sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn Phúc Thọ, Đan Phượng và Bắc Từ Liêm. Sau màn đêm đen, hàng trăm tàu cát hoạt động hết công suất mỗi đêm, thi nhau rút ruột sông Hồng, 100% trái phép, ngang nhiên hoạt động trong mùa mưa bão, vi phạm lệnh cấm. Những cuộc gặp chớp nhoáng sặc mùi kim tiền, những lời đồn về một thế lực cầm trịch giới cát tặc. Đón xem loạt phóng sự độc quyền của truyền hình Người Đưa Tin trên tv.ngườiđưatin.vn. Đi tìm chúa tể sông Hồng.